Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Minh Khôi. Hôm nay con sẽ nói về một mảng ở Học viện Bảo Phúc. Và sáng sớm, cô An mời các bạn lên để giới thiệu về luật của cây cầu chuyển đổi tâm thức. Cây cầu chuyển đổi tâm thức giống như một cuộc đời của mình vậy. Trong khi đi cây cầu, mình phải dang tay rộng tay ra. Nó khiến cho mình rất mỏi. Điều đó khiến mình liên tưởng đến hình ảnh ba mẹ mình đã mệt mỏi nuôi nấng mình. Và khi gần tới cây cầu sẽ có những vấp ngã. Đó là những thất bại và việc của mình là phải tiếp tục đứng lên. Và khi sắp sửa gần tới mục tiêu thì sẽ có những cám dỗ kéo mình lại để khiến cho mình xa vời hơn mục tiêu. Và mình phải tiếp tục chạm được tới mục tiêu và hoàn thành mục tiêu. Sau khi hoàn thành mục tiêu, em cảm thấy người rất nhẹ nhõm, thoải mái và vui vẻ. Và buổi chiều, cô Quang mời các bạn chơi một trò chơi đó là tìm mục tiêu. Trò tìm mục tiêu này mình phải bịt mắt lại và sau đó đi tìm tờ giấy mục tiêu của mình. Sau khi kết thúc hai trò chơi, cô Quang đã mời các bạn đi ăn lẩu và được cô Quang mua kem cho. Sau ngày hôm nay, em cảm thấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp và vui vẻ. Tạm biệt mọi người.